Chào mọi người, chào cả nhà. Hôm nay nhà vườn mình xin chia sẻ mọi người đến cái dòng vàng béo này, một cái kết cấu hoa cánh bầu rất là bông to, sai hoa dày hoa và bông khá xuất sắc nha. Vàng béo thì cái cần hoa nó dài lắm. Đây này, đây là cái chậu vàng béo hoa nở này mọi người. Vàng béo là một trong những cái dòng thân thu nó đẹp, mình xin giới thiệu từng mã để mọi người mua nha. Một thân mẹ, một thân con đó là mình bán với cái giá là 200.000, một mẹ một con 200k. Còn lại là mình cứ bán một thân nhà là giá mình bán 150.000 một thân vàng béo. Anh chị em nào mà chưa có vàng béo thì mong muốn mọi người sưu tầm. Cái giá đó là mình bán cái giá vừa thanh lý hàng vừa cuối năm ạ. Tại vì còn vài bữa nữa mình nghỉ Tết ấy, nên là mình cũng chia sẻ vừa bán vừa tri ân cho mọi người. Cái vàng béo đây mình rất là mong muốn mọi người sưu tầm. 1 2 3 4 5 chỉ có 5 mã vàng béo đó nha. Thân mẹ con đó là 200k, còn lại là một thân lẻ là 150.000 thân và có cái thân nhỏ đó là 100.000 nha. Nhưng thân nhỏ mấy cái thân đó là 150.000 thân và thân đó là 100k, đó là vàng béo. Vàng béo là một trong những cái dòng hoa hàng va VIP Pro hầu như ai cũng thích á. Vàng béo nha. Và cái đây là vàng anh này. Vàng anh. Vàng anh thì mọi người biết nó đã có tên có tuổi trên thị trường rất là lâu rồi. Vàng anh cái khuôn hoa của nó gần giống như cái khuôn hoa hồng Nghĩa Bình ấy. Vàng anh thì mình bán cái khóm đó là 2 thân 200k. Thân tơ đó là 150. Khóm này 4 thân là mình bán 300k, chỉ có 3 đơn vàng anh. 2 thân đó là 300k. 1 thân là 150, 4 thân là 300.000. 2 thân là 300k này, 1 thân 150 này, 4 thân là 4 thân bánh tỉ bán 300k. Đó, 4 thân bánh tỉ tròn hướng rất là đẹp 300k. Anh chị mình chốt cái mã nào thì mọi người gọi điện thoại tới số 0935175478 0935175478. Nhà vườn mình bán xã thanh lý hàng cuối năm. Chia sẻ cái giống này cho mọi người sưu tầm, đó là vàng anh 300k, 150, 4 thân là 300.000. Anh chị em nào mua mã nào thì mọi người gọi điện thoại tới số điện thoại 0935175478.